Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin miền Trung Việt Nam dịch chưa qua, bão sắp đến. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vào hôm 27 tháng 9 vừa qua đã cảnh báo vào đầu tháng 10 sẽ có một vùng áp suất thấp vượt qua Philippines vào biển Đông và mạnh lên thành bão, hướng di chuyển về miền Trung của Việt Nam. Liên tục trong 3 ngày từ 27 tháng 9 đến các khu vực miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên Việt Nam đã có mưa lớn, gây sạt lở và ngập úng nghiêm trọng, báo hiệu mùa mưa bão đang bắt đầu ập đến. Đây là hình ảnh cảnh ngập lụt kinh hoàng cũng khoảng thời gian này vào năm ngoái ở Quảng Bình, năm nay có thể sẽ bão muộn hơn. Nhiều người dân ở thành phố Đà Nẵng cho biết họ đã chuẩn bị tinh thần chống bão vì năm nào cũng có, tuy nhiên năm nay đang giữa cao điểm dập dịch COVID-19 mà lại hứng thêm bão. Họ chưa biết làm sao. Năm nào tới mưa mưa bão là phải chen chắn, năm nay đặc biệt có dịch rồi mưa bão thấy cuộc sống khó khăn, nhưng giết rồi mình cũng khắc phục, chứ nhà nước cũng quan tâm hết sức rồi. Rồi cuộc sống đương nhiên khó khăn vì dịch bệnh kéo dài. Năm mấy, 2 năm tái đi tái lại hoài, cũng coi như cố gắng sống qua ngày. Đây là chia sẻ của những người dân như vậy. Và theo dự báo vào khoảng ngày 5 tháng 10, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về miền Trung của Việt Nam. Nhiều người dân tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam đã nói với phóng viên đài AFA rằng thông qua các trang mạng xã hội, họ cũng nắm được miền Trung sắp có bão, nên hiện giờ nhiều gia đình bắt đầu chuẩn bị chẳng chống đối phó với đợt bão sắp tới. Họ đã nói rằng mình bỏ cát lên mái tôn, bỏ đồ lên mái nhà, chuẩn bị hết rồi, giờ dân vô thông tin, lên mạng họ cũng chuẩn bị. Giờ thiên tai đến thì phải chịu, mình phải cố gắng khả năng của mình đến đâu thì hay đến đó chứ chẳng biết được. Tuy chính quyền của Đà Nẵng chưa thông báo cho các hộ dân về tin bão sắp đến, nhưng người dân ở đây cũng cho biết phía chính quyền đã có những động thái chuẩn bị đón bão. Người dân đã tâm sự, mấy bữa nay em thấy hình như bên công ty môi trường đô thị, họ đi tỉa cây tỉa cành, nói chung là bắt đầu vô mùa mưa bão rồi. Và dịch cứ ở nhà hoài, không được đi làm mà giờ còn có mưa bão nữa thì cũng lo lắng đã vậy. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Đây là hình ảnh, tuần trước mưa lớn đã gây ra ngập lụt cục bộ và sạt lở nghiêm trọng tại tuyến cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh. Còn theo một người dân khác, bão lũ năm nay cũng kéo về, nhưng riêng năm nay, người dân đã hoàn toàn kiệt sức khi phải chống chọi với Covid-19 trong thời gian quá dài, nên việc lo bão đến đối với họ không lớn bằng việc lo thiếu ăn do đại dịch gây ra. Họ nói, năm nay là ngàn năm có một, chưa năm nào thê lương như năm nay, không phải thê lương một thời điểm gì, thê lương triền miên, 2 năm liền, kéo tới bây giờ vẫn chưa dứt. Nói thiệt, giờ là lo sợ chứ không thể lo lắng được, vì bây giờ không có một tiềm lực, nguồn lực hay sức lực nào để lo lắng nữa, mà chỉ biết lo sợ thôi. Giờ dịch mà dập tới, dập lui, chỉ có dân chết, chứ còn virus không chết. Bây giờ dân chỉ biết lo lắng cơn bão, chứ chẳng biết làm gì hơn. Cũng theo chia sẻ của người dân miền Trung, dịch COVID-19 kéo dài gần 2 năm qua đã khiến cho họ kiệt sức. Một bức tranh ảm đạm đang diễn ra trước mắt họ, khi công việc thì bị mất, tiền bạc, lương thực cạn dần vì ở nhà hàng tháng trời, khốn khó, thiếu thốn, đói kém là những cụm từ họ diễn tả về cuộc sống hiện tại. Tôi cũng lo lắng dữ lắm, lo cái ăn thôi, trông cho dịch qua mau để mình làm mới có chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Như đợt dịch vừa rồi cũng có hỗ trợ 500.000 trong 20 ngày, dừng mọi hoạt động của thành phố bên thôn, được cho rau bắp cải. Vào trung tuần tháng 9, sau khi miền Trung kết thúc đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cao điểm mùa mưa bão năm nay ở miền Trung là vào khoảng tháng 10-11 và có thể kéo dài đến tháng 12. Dù không phải hứng chịu liên tiếp 4 năm cơn bão trong một tháng như năm 2020, miền Trung vẫn có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 cơn nối nhau vào Biển Đông trong thời gian tới. Và hội chứng về quê và khủng hoảng lòng tin trước các cơn bão, đặc biệt trong đại dịch COVID-19 thì người dân càng hoang mang. Đây là hình ảnh trong số 21 thai phụ gần đến ngày sinh trên đường về quê đã bị chặn ở Long An do chờ cấp cứu quá lâu tại trung tâm y tế huyện, nên một sản phụ đã bị lưu thai, tức là thai chết lưu khi còn trong bụng mẹ. Tờ báo Dân Trí đã đưa tin vào hôm 3 tháng 10.
Và cuối cùng thì chính quyền cũng phải sắp xếp cho dân về theo nguyện vọng. Lãnh đạo các tỉnh lại kêu gọi bà con ở lại nhưng cũng chẳng ai nghe. Ai cũng chỉ mong muốn được trở về. Và từ khi dịch bùng phát ở thành phố và một số tỉnh lân cận đã có mấy đợt di tản như thế này. Bắt đầu là những người ở quê miền Trung và miền Bắc. Đường xa hàng ngàn cây số họ vẫn liều lĩnh quay đầu đi về. Rồi đến mấy đợt người miền Tây, tất cả đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Trước đây, Sài Gòn thì đất lành, chim đậu, họ bỏ quê, bỏ ruộng vườn vào đây, lên kiếm kế sinh nhai. Họ làm đủ nghề để sống và gửi tiền về nuôi cho con ăn học, cho cha mẹ già, viên thuốc lúc ốm đau. Thợ hồ cũng kiếm được 100-200 ngàn một ngày, bán vé số được 100 tờ cũng có được 100 ngàn. Làm thúng xôi đầu hẻm, xe bánh mì đầu đường, gánh bún riêu trong ngõ cũng sống được qua ngày. Làm công nhân trong các xưởng, hãng, bát cơm cũng có thêm miếng thịt, cá. Con sinh ra có được hộp sữa để lớn. Nhưng rồi đất không còn lành khi cơn đại dịch thổi tới. Những chỉ thị, văn bản, nghị quyết, biện pháp lần lượt ra đời. Đường phố không có người đi, xóm làng răng dây kẽm gai. Nhà máy thì đóng cửa, mọi hoạt động đông cứng lại và họ trở thành người thất nghiệp. Số tiền nhỏ nhoi để dành đã cạn dần. Viễn cảnh chết đói đến gần đe dọa cuộc sống của vợ con hàng trăm người. Đây là hình ảnh trong số hàng ngàn người đi xe máy về quê, có một nhóm 8 người, trong đó có 5 trẻ em cùng bố mẹ đã đi bộ từ Bình Dương về An Giang. Họ bị thất nghiệp quá lâu, không còn tiền đóng trọ, cũng không còn tiền ăn. Họ nghe và tin những lời hứa của chính quyền, của nhà nước là không để một ai phải đói, không để ai bị bỏ lại phía sau. Họ tin và rồi họ chờ. Nhưng rồi, khi trong nhà không còn hạt gạo, khi sữa cũng chẳng có tiền mua cho con nhỏ, đến bữa không còn có bát cơm, vẫn thấy mình bị bỏ quên, vẫn biết mình đang bị bỏ lại. 4 tháng trông đợi, 120 ngày cầm cự, bữa đói, bữa no, sống nhờ cơm từ thiện, họ bắt đầu tuyệt vọng. Gói hỗ trợ lần 1, rồi lần 2, thủ tục rườm rà, khai báo đủ kiểu, như người có, kẻ không. Ở trên thì bảo trợ cấp cho từng người, ở dưới lại bảo trợ cấp cho từng hộ. Số tiền hỗ trợ có nơi nhận, có chỗ trở hoài, không thấy. Có khi được cho bó rau, mấy củ, cải lại cấp cho cả chục người trong nhà trọ, biết chia làm sao để ăn cho đủ đây. 4 tháng tiền nhà, không tiền đóng, chù đuổi, 4 tháng tiền điện nước cũng không đủ tiền trả, điện cắt, nước cắt, sống làm sao được. Cuối cùng là bị đuổi ra khỏi phòng trọ, ra ở vỉa hè mà sống hay sao. Và trước tình trạng người dân rời thành phố về quê, lãnh đạo thành phố đã phát biểu thấy có trách nhiệm chưa chăm lo chu đáo cho bà con. Đại diện chính quyền thành phố còn cho rằng bất kỳ người dân nào đến với thành phố vì bất cứ lý do nào, thành phố đều trân trọng đón tiếp và thực sự chăm sóc để họ có điều kiện tốt nhất khi ở đây, vân vân. Đây là hình ảnh cắt ra từ video clip trên Facebook cho thấy có hàng đoàn xe dài kéo đuôi nhau chạy trong đêm mưa về miền Tây, trong đó có rất nhiều phụ nữ và em nhỏ. Nói thì hay quá, tình cảm quá, xúc động quá nhưng rất tiếc. Dân nghe những lời như thế nhiều lần quá rồi. Dân đã chờ, dân đã mong, dân đã đợi chính quyền thực hiện những điều đã nói bằng hành động. Nhưng làm không tròn, nhưng làm không đúng như lời hứa, nên dân chẳng còn tin, dân không còn sức đâu để đợi, nên dân đã phải dứt áo ra về. 120 ngày chờ mong sự giúp đỡ mà không thấy. Giờ với lời hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để sẽ chờ được thêm bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu năm nữa. Nằm ở vỉa hè chờ hay sao? Nhịn ăn để chờ hay sao? Có tin được nữa hay không? Nhiều người khi đi về trong túi chỉ còn có 50.000 đồng sau khi đã tốn hết tiền xét nghiệm để có tấm giấy đi đường. Có cặp vợ chồng, vợ mang bầu 8 tháng chở nhau về trên chiếc xe đạp với con đường hàng trăm cây số với vẻn vẹn chỉ có 100.000 đồng làm lộ phí. Vợ chồng, con cái đèo nhau trên một chiếc xe với lỉnh kỉnh đồ đạc. Tiền cũng đã cạn rồi, con đường về còn xa. Còn biết bao nhiêu trạm, không biết rồi có về được đến quê nhà hay không. Những đứa trẻ đang còn ấm ngửa vẫn phải chịu đựng những nắng mưa và gió bụi. Gia tài nhiều khi chỉ có cái quạt máy hay chỉ là đống móc quần áo. Gia sản chỉ gói gọn trên chiếc xe. Có người còn đạp xe đạp để làm chuyến đi về. Trong cơn đại dịch đã mang lại biết bao nhiêu đau thương và mất mát. Cơn đại dịch cũng còn mang đến hội chứng về quê và sự khủng hoảng lòng tin với chính quyền. Suy sụp về kinh tế, rồi thời gian sẽ khôi phục. Mất lòng tin thì khó lòng lấy lại.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 4 tháng 10 năm 2021 với bản tin Miền Trung Việt Nam dịch chưa qua, bão sắp đến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.